Chào các bạn, chúng ta vừa trải qua một tuần nghỉ Tết Nguyên đán bên người thân bạn bè và quay trở lại với Cuồng Quay Công Nghệ. Thì nếu như những bạn nào còn chưa sở hữu được cho mình những smartphone dịp trước Tết thì đây sẽ là cơ hội dành cho các bạn. Nhân dịp cuối tuần thì Diệu Thông Minh sẽ mang đến cho bạn chương trình khuyến mại hot sale dành cho những sản phẩm Samsung chính hãng với cơ hội giảm giá tiền mặt trực tiếp lên tới 1,5 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Chương trình sẽ được diễn ra trong 3 ngày cuối tuần từ ngày 23 đến 25 tháng 2 năm 2018, tức là từ ngày mùng 8 đến mùng 10 Tết âm lịch và sẽ được áp dụng cho toàn bộ các showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc. Và chiếc máy đầu tiên được giảm giá trong danh sách này đó chính là Galaxy Z7 Prime phiên bản màu xanh cực độc, được giảm giá thêm 200.000 chỉ còn 4.590.000 đồng. Đây là một chiếc máy chính hãng đến từ Samsung, được mệnh danh là chuyên gia selfie thách thức bóng tối. Đây là sản phẩm được đánh giá khá là cao trong năm 2017. Và theo đó thì giá niêm yết cho chiếc Z7 Prime chính hãng đang là 5.490.000 và các bạn sẽ được ưu đãi trả góp 0% với FE Credit và được tặng kèm ngay smartphone Fujitsu Crop Charter F12C trị giá 599.000, tặng sạc dự phòng Microcom 8000 mAh chính hãng trị giá 290.000 đồng. Và khi các bạn không lấy khuyến mại sẽ được giảm ngay trực tiếp 700 tiền mặt, chỉ còn 4.790.000. Và đặc biệt là phiên bản màu xanh như mình chia sẻ lúc ban đầu sẽ được giảm thêm 200.000 nữa, chỉ còn 4.590.000. Z7 Prime sở hữu thiết kế kim loại sang trọng và một cấu hình khá là ổn với RAM 3GB, màn hình 5,5 inch Full HD, pin 3300 mAh. Đặc biệt là một đôi camera 13 megapixel và camera selfie 8 megapixel khẩu độ f/1.9 sẽ dành cho những bạn nào thích selfie để du xuân. Chiếc máy thứ hai đó chính là Galaxy A8 chính hãng, được giảm giá tới 1,5 triệu. Từ 10.990.000 giá niêm yết chỉ còn 9.490.000. Sản phẩm cũng được hỗ trợ trả góp 0% với FE Credit. Tặng ngay smartphone Fujitsu Crop Charter F12C trị giá 599.000. Tặng sạc dự phòng Microcom 8000 mAh chính hãng trị giá 290.000 đồng. Tặng combo ốp lưng dán cường lực và được tặng loa Bluetooth Xiaomi Squarebox trị giá 860.000 đồng. Và các bạn sẽ được giảm giá ngay tới 1,5 triệu nếu không lấy còn tặng khuyến mại và chỉ còn 9.490.000. Galaxy A8 là một sản phẩm cận cao cấp có thiết kế màn hình tràn viền Full View 18:9 đẹp như trên S8 hay Note 8. Máy có RAM lên tới 4GB và sử dụng con chip Exynos 7885 và đặc biệt camera của máy là 16 megapixel phía sau khẩu độ f/1.7 và dual camera xóa phông ở phía trước 16 megapixel và 8 megapixel giúp các bạn có những bức ảnh selfie đẹp nhất. Sản phẩm thứ ba đó chính là Galaxy Z7 Plus. Các bạn sẽ có cơ hội giảm giá lên tới 1,7 triệu đồng. Giá niêm yết cho chiếc máy này đang là 8.690.000 và các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp 0% với Home Credit, tặng smartphone Fujitsu Crop Charter trị giá 599.000, tặng sạc dự phòng Microcom 8000 mAh trị giá 290.000 đồng, tặng combo ốp lưng và dán cường lực. Và khi bạn không lấy khuyến mại sẽ được giảm giá lên tới 1.1 triệu và bạn nào có mã giảm giá Galaxy Gift sẽ được giảm thêm 600.000 nữa. Vì vậy cơ hội sở hữu sản phẩm này chỉ còn là 6.990.000 mà thôi. Và Galaxy Z7 Plus cũng là một chiếc máy selfie cực đỉnh với camera selfie phía trước là 16 megapixel và camera sau là 13 megapixel. Máy sẽ có RAM 4GB, pin 3000 mAh và hỗ trợ 2 SIM 2 sóng cùng một thiết kế sang trọng. Và chiếc máy cuối cùng trong danh sách này đó chính là Galaxy Z7 Pro. Các bạn sẽ có cơ hội được giảm giá lên tới 1,3 triệu đồng tiền mặt và giá niêm yết cho chiếc máy này đang là 6.990.000 cho sản phẩm chính hãng. Máy sẽ được hỗ trợ trả góp 0% với Home Credit hoặc FE Credit, tặng ngay smartphone Fujitsu Crop Charter trị giá 599.000, tặng sạc dự phòng Microcom 8000 mAh chính hãng trị giá 290.000 đồng và được tặng combo ốp lưng dán cường lực. Nếu các bạn không lấy khuyến mại sẽ được giảm giá ngay 1 triệu đồng chỉ còn 5.990.000 và khi có mã giảm giá Galaxy Gift sẽ được giảm thêm 300.000 nữa chỉ còn là 5.690.000 đồng. Và Galaxy Z7 Pro cũng là một chiếc máy selfie cực kỳ ấn tượng với bộ đôi camera trước và sau đều là 13 megapixel. Máy có RAM 3GB, chip Exynos 7870, màn hình 5,5 inch Full HD và sử dụng công nghệ Super AMOLED, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Như vậy thì với chương trình hot sale cuối tuần này thì rất nhiều sản phẩm Samsung chính hãng đang được giảm giá lên tới 1,5 triệu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn với chương trình trả góp 0%. Các showroom của Diệu Thông Minh đã bắt đầu mở cửa bán hàng trở lại từ mùng 6 Tết để phục vụ khách hàng. Các bạn có thể qua tất cả những showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc để sở hữu những sản phẩm này. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.